với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Sau đây là một trò chơi rất đơn giản thôi. Một người đàn ông trong đội đứng đó thả bóng vào bắp bên của chúng tôi, sau đó đạp bóng bay qua bên cái vạch này. Hai người phụ nữ còn lại cầm hai cái rổ đội trên đầu và hứng, đơn giản vậy thôi. Sau khoảng thời gian là 2 phút, đội nào hứng nhiều có bóng còn nguyên vẹn hơn, đội đó chiến thắng. Rồi, đội nào chơi trước? Ủa, là tôi xì hả? 1, 2, 3. Em kỳ anh Luật lắm. 1, 2, 3. Em dưới cơ ngưng luôn. Đi xuống dưới đi. Vinh, ta chạy ngưng. 3, 2, 1. Đó, anh ra sao? Đấy, anh ra sao? Anh ra sao chơi lại? Anh thắng rồi, bên này chơi trước đi. Chơi khờ không ăn gian sao thắng. What? Đàn ông ai mà ăn gian? Lại, 1 3, 2, 1 Bà đừng nào thua đó. Rồi, lên, vừa đạp, vừa bỏ bóng. Bà Ngân là bà xui tận mạng, bà không chơi thôi, người ta chơi đang hay, bà dính cái đầu tiên là bị bóng bóng bột liền. Gói ngọc giỏi gì ta? Game show. 2, 3, vô. Trời, thật là đáo để. Hai trái luôn cho sắp hàng ngân. Hai trái cho chị. Từ từ ra. Rồi, 2 trái luôn nè. Cái này thường lắm không? Cái này thường lắm. 1 rổ cho chị. À, không nổi rồi. Chúng ta chờ xem. Đội Thúy Ngân mang về rất đơn giản, khỏi cần đếm luôn, 5 quả. Rồi, mời đội tiếp theo nào. Chú Thúy Vinh là một diễn viên ca sĩ có cơ bắp rất là mạnh mẽ. This is Sparta. Đề nghị Lý Như Kỳ tập trung đứng vô trong góc kia luôn. Vinh đạp tới đó luôn, đi thẳng luôn. Chị bảy đũa. Vinh đạp xa lắm, đứng xa đi. Vinh đạp xa lắm, bé thật là dễ tin người. Rồi, 2, 3, vô. Hãy
trên đầu, cái đĩa để trên đầu. Để đâu? Để đó nào. Để đó nào. Bảy bóng, tụi tôi năm bóng, bảy bóng đó là nhờ công Ninh Dương Lan Ngọc. Đó, người ta thi ai mượn bỏ đạn cho người ta vậy? Mà trong khi đó mình thi không ai bỏ đạn cho mình. Mình thi không ai bỏ, người ta thi thì bỏ rất nhiệt tình. Thật là tức quá đi mà. Tại sao vậy Ngọc? Đâu tại... Khỏi nói luôn. Nói chung là ngày hôm nay là hai đội chơi quá hay, dễ thương. Cái vấn đề là mang lại cho quý vị khán giả nhiều tiếng cười, đó là thành công nhất của hai đội. Chuyện thắng thua gì quan trọng gì nữa, bầu phải không bầu quan trọng gì nữa. Nhưng mà vừa rồi là hai cái game vui thôi, còn bao giờ mình mới bước vào cái game trí tuệ nè. Ô, chơi dơ xong rồi bây giờ chơi trí tuệ hả? Giờ mình vô mình tẩy trang, mình sửa soạn cho đẹp để mình chơi cái game là quýt làm cam chịu nha. À, vỗ tay nồng nhiệt nào. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với bảy nụ cười sao. Và bây giờ là một trò chơi quýt làm cam chịu. Hả? Và dĩ nhiên ưu tiên khách mời, thưa quý vị, tình huống đầu tiên và người vượt qua tình huống đó chính là Lý Nhã Kỳ.